Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 14 tháng 5 niên Giáp Thìn. Đây là tại quán cơm chay Thanh Tịnh của nhà anh giáo lý viên Phan Chí Tâm nha quý vị. Bữa nay là tuần chung thất của thân mẫu anh nha quý vị. Các cô chú đồng đạo cũng tới dự buổi đám cầu nguyện đây quý vị. Đây, anh trai giáo lý viên đây nha quý vị. Bữa nay là tuần chung thất mà cho quý vị tới cầu nguyện nha quý vị. Tại chợ gần chợ Tân An. Cầu Tân An chúng ta đi lên tới quẹo vô đường chợ Tân An sẽ tới quán cơm của anh, quán cơm chay Thanh Tịnh. Đây là các cô chú đồng đạo đang tới đây nha quý vị. Đây là quang cảnh trước cửa nhà anh nha quý vị. Rồi, gái chào phái đòn. Đi vòng bên kia hỏi tới đừng chút chào phái đò bích văn bích hợp. Con đẻ số 16 á. Số 16 65 ở dưới. Cái điểm đó chưa ghé. Chưa ghé lần nào nên chưa biết. Dạ dạ. Đây các cô chú đường đạo quý tế. Rồi chào mấy cô. Chào mấy cô. Rồi gái chào mấy cô nha. Cái này là lên YouTube là cô coi TV điện thoại gì cũng có vậy nghe. Bích hợp bích văn hai bên luôn đó. Bạn cái gì? Bạn còn bạn. Đây còn trợ lý của anh giáo lý viên đang đẩy nước không quý vị. Dạ dạ cà phê chú ha. Đây là tại quán cơm chay Thanh Tịnh nhà anh giáo lý viên Phan Chí Tâm này nghe quý vị. Quý vị nào ghé ủng hộ nghe. Tại chợ gần chợ Tân An, cầu Tân An luôn quý vị ơi. Có luôn, tới liền, tới liền luôn.
quý vị chào phái đoàn Vĩnh Hậu nha. Nè nè, cưng bưng hai giấy sách giùm chị đi. Chào cưng. Chào cô. Dạ, còn đợi con quay bên đây rồi qua. Yên tâm đi, con gái đâu có bỏ quên đâu mà, con gái quay bên kia cũng qua đây. Đợi vậy con nói bên này thắc mắc, còn biết có chú đi không? Tô ơ, chào chú Năm. Chú Năm có chú Sáu không? Mẹ đó hả? Chưa, mới tới đó, mới tới đó. Ngồi dùng nước đi ra lát hả chú? Dạ, chưa tới, chưa có một ngọn chút. Này nghe, gái chụp này nghe. Chưa giáp, chưa giáp. Ở ngoài quê đẹp mới giáp. Đèn có chứ sao dễ gì vậy, anh ghét đâu hết. Cái nhà cao cách xa, cái nhà cao cao mà nó nhúc. Phải không? Không nhúc.
đó bà. Chế vô nè. Má hay. Cảm tôi rồi. Cảm ơn tôi rồi. Chào đồng đạo. Phật, hôm nay cũng ngày 14 tháng 5 năm Giáp Thìn, đây là buổi cầu nguyện từng chung thất cho thân mẫu anh giáo lý Diêm Phan Chí Tâm quý vị. Đây là tại nhà của anh đây, các cô chú đồng đạo đang tới vào buổi cầu nguyện quý vị. Phật tổ Phật thầy
nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Phan Thị Câu tuổi thọ 66 tuổi, nguyện ơn Đức Phật từ bi cứu độ nhân nhân về quá chốn mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú nằm có con cũng tay
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chiều mới vào
có đàn nào thấy cho rồi thì sao mới được đứng ngồi to xem anh là chào mấy cô. Dạ, chào quý cô. Dạ. Đủ duyên nói gì đó cô ấy nha. Được biết hôm nay ngày 14 tháng 5 năm Giáp Thìn, gia đình tổ chức buổi cầu nguyện từ tháng thứ 7 và gọi là thắp cưới cho đồng đạo bác sĩ lâu từ càng hưởng thọ 86 tuổi. Vì vậy mà gia đình có thiết lập đạo Phật đặt trên nghĩa nhà mà quý vị đã hát bỏ nguyên viên trở về đây từ phía gia đình tổ chức cho đồng đạo. Tôi nhờ chúng ta đã quy đầu Phật thì do chữ thành tâm cầu nguyện và đến sức thánh giới cho anh chị em đồng đạo cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh nơi cõi thọ và cầu linh hồn có được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi lúc bước rất nhiều tiếng cảnh lên vài tội nghiệp xóa đỏ nhiều ngày thật hay vì vậy muốn cho tội lỗi còn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm nhiều mới hay một liên tướng mẹ bằng hai mọi người nếu không tâm lời cầu đi ai ai hãy ráng mà suy khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm tây phương khi ở cõi xa thành tâm có Phật mà đau lai để trở lại buổi cầu nguyện hôm nay còn có tập thứ nhất trình nghi thức tôn giáo tập thứ hai cầu nguyện một lần ba lượt trước bậc Phật tập thứ ba trình với các vị đại phẩm vị xá bà thành hồn xa và đồng quay về nơi trong nước tinh tuệ tiến về nơi cuối quyền bờ biển xa ba xa tiến lên đông an tam đảo đầu là xa ba xa xá chân như thầy hai bên hai xá và xá bà thân thiên ba xá cái đầu mời quý vị xem bên ngoài hướng về đặt bàn đã xin chào các bạn cùng nhau gặp tàu rồi giờ này phải đồng thấy ra có thì đúng mời tất cả quý vị chúng ta đồng cách luôn đưa lên sáng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật giáng phật tổ phật thầy nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo phan sĩ lâu tự trần hưởng thọ 66 tuổi nhờ ơn đức phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc nam mô a di đà phật mời quý vị đứng lên các bậc xá và đồng giáo hương trong khi ước ơn kính mời quý vị khắp tay mọi mặt thì giữ và cảnh đẹp nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật và quỳ xuống lại tạ đức Phật đứng lại thành tâm sảnh lễ nam mô A Di Đà Phật thành tâm sảnh lễ nam mô A Di Đà Phật bữa nay thắc chót giáo lý viên Nguyễn Thị Trang mới đi đến dự được em quý vị có nghe chú điện rồi.
Kỳ nắng quay đi. Bay mà có ăn cơm chưa bay? Trời ơi, ăn uống không quan trọng đâu. À, trong lúc Trang nó vừa ăn cái hả quay. Dạ, chào. Có người đi nghỉ chưa? Dạ, dạ chào chú. Bây giờ ở đây mình nghe coi. Cô đi riêng không có đi với chị Trúc hả? Vậy giờ chị có nghe chị Trúc đi không? Không, bữa nay hết bệnh đi không được. Đây là anh thủ truyền của ban trị sự Bình Long mới tới không quý vị. Giờ đút miệng cái quay cái bài. Nói vậy chứ chú giáo lý viên ăn ngon miệng. Trời ơi thì mình ăn có đâu, bình thường. Những người bao hiếu lục thân yêu già dường linh đăng hoài mới là có gì gừng lấy vậy mà phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Chúng tôi cũng nhận thấy quý vị đồng đạo cũng đã thành công xong một chuyến hành vào cái buổi cầu nguyện cho pháp hành thân nhất. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ phép cung kính Đức Phật, Đức Thầy tôn kính. Và kính thưa quý quý gia đình trong buổi cầu nguyện hôm nay, và kính thưa chư quý vị đồng đạo xa gần hạnh diện kính mến, được biết nhân duyên hôm nay cũng là ngày 14 tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn, cũng là ngày gia đình đã đặt bàn Phật để làm từng thất 49 ngày cho hiền mẫu trong gia đình, cái danh là Bà Phan Thị Lâu, từ trần hưởng thọ 66 tuổi.
mà Đức Thầy cũng đã chỉ dạy, muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện, chống chiều mới hay. Một khuyên cuối mạng mà ngay nhờ người hiếu hạnh tâm rầy từng tiên, hay là cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi mất trước, hoặc là Tây Phương đi ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lây. Bạn thấy giờ cầu nguyện đã đến, cầu gì xây dựng thành công. Hướng về của quyền thất tổ xá ba sát, hướng về Hồng Quang Tam Bảo xá ba sát, và kính lễ Đức Thầy hai xá đồng tỉnh, và đến đây hướng về ngôi bàn thờ Thông Thiên xá ba sát. Và mời quý vị trở về bàn Phật và nghi thức kinh lễ đã xong, kế tiếp bằng cầu nguyện hướng về bàn Phật xá ba sát. Và mời cô vị ký trọng quyền cấp tay hương đưa lên tán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Phan Thị Lâu từ trần hưởng thọ 66 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ tâm linh, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mặc gì đó cũng được xá một xá và đại diện thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Trong khi chờ đợi thì tôi còn đi chắp tay và đại diện Phật để hồi hướng công đức những Phật này, kính đến trong linh bà đã quá giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ quá tánh rủ nhau niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe hơn Phật kính đã cắm xong mọi gì tỉnh lễ, vì lại tạ ơn Đức Phật phóng đại trí tâm lãnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Trí tâm lãnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Trí tâm lãnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và trí tâm lãnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Phóng đại đã đủ tận lên xá ba xá. Mời qua thương. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào đất được lột thông, giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, về Cực Lạc thành thế an vườn, ấy là ngày ban thưởng công phu. Chúc cho đó dẹp mây mù, vững vàng bất thối công phu vườn trường. Nam mô A Di Đà Phật. Thứ nhất thì qua kế tiếp được cái gì mà quý vị hướng về bàn Phật xá ba xá. Và mời có vị trí độc quỳ chấp tay hương đưa lên tán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Phan Thị Lâu từ trần hưởng thọ 66 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dân linh, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chúng ta xá một xá mà đại diện thôi hương. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng như lần trước mời quý vị chắp tay vào Phật niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ dạy mà chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
cảm ơn Phật kính được cống xong cũng để dịp để tạ ơn Phật tôn đại chúng tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tình độ lắm đều thắng nhà khổ buồn giàu lo sợ chẳng còn chúng ta bà tiên lùng dầu mòn phân tử đại của người cùng thề mau thức tỉnh tu thân kẻo kể đơn tội rồi mới hối muộn màng chỉ cho bằng ta sống lo con dình giới luật nghe kinh chồng Phật đến lâm chung quả lần đâu mất cõi tay phương chư Phật đời trời. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến lượt mình cúng mặt cái gì hướng về bàn Phật Sa Ba Sa. Nhà mời có vị trí đồng quỳ cắt tay hương đưa lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Phan Thị Đông từ trần hưởng thọ 62 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối cùng ta đi viên mãn và xây dựng trong lời lễ bất hướng về của quyền Phật tổ Sa Ba Sa, hướng về học qua con mẫu Sa Ba Sa, lệnh lễ của thầy đô bên đầu tỉnh hai sa, và đến đây hướng về các bà thờ thông tin Sa Ba Sa, là mời quý vị trở về mặt Phật hướng về Phật tỷ lễ Phật Ba Sa được hoàn tất viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cũng được là mẫu cho đạo quý cây mẫu nhờ chồng hồn nguyên cầu nguyện trong đường của dạng mà được thầy có biết phương đang ngay lúc lễ dẫn cầu cảm lòng đã tấn nguyện từ trâu hay là con người có tổ có thân học hay chữ nghĩa sao không vận hầu thiếu chung cho biểu tích sà cờ từ nào phải vận hầu một cha đức thầy đã dạy thiếu chung lòng chớ dở quên
sống lo trọn đạo, hát lên đi đài, dài từ khi giàu cơ bằng cầu nguyện, mẫu dòng đạo là để vượt qua lao âu từ túng, ra về bên trong bàn thờ hữu quyền tinh độ với đồng chẩm ba sáng, và đồng hướng với tam bảo, đồng với tam bảo ba sáng, và đồng hướng tâm kim dương đức này là đức này hai sáng, và để cùng rỗ và hướng về bàn thân yêu, đồng chẩm thân yêu ba sáng. Nhìn các hơi tử tử sông, hậu và đạo đồng hướng tâm từ bằng mặt, đồng thể bằng mặt, ba sáng sẽ đồng quyền. Chấp tay đơn hương lên cán, hạnh tâm hồn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cháy Phật tổ Phật thầy, nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Phan Thị Lâu tuổi thọ 66 tuổi, nhà ơn đức Phật từ bi cứu độ chân linh, được phong chúng mây đồ dẫn sang năm miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng Phật sáng thương.